Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 10 tháng 3 năm 2017. An Tôn kính chào quý vị. Kiều hối về Việt Nam suy giảm gây lo lắng. Đang diễn ra cuộc vận động đòi minh bạch về Formosa. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch nói phim King Kong có thể giúp du lịch Việt Nam tăng tốc. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Các nhà kinh tế nói kiều hối về Việt Nam đã giảm trong năm qua và còn có thể giảm nữa trong tương lai do những chính sách chặt chẽ hơn về nhập cảnh của Mỹ. Kiều hối của người Việt ở Mỹ và các nước khác đạt mức kỷ lục 13,2 tỷ đô la vào năm 2015, nhưng giảm còn 9 tỷ đô la vào năm ngoái. Nhà kinh tế Nguyễn Minh Phong hôm 9 tháng 3 nói kiều hối từ Mỹ gửi về đã giảm chủ yếu vì Việt Nam giảm lãi suất còn khoảng 0% từ mức 5 đến 6%. Gần một nửa trong số 4,5 triệu người Việt ở hải ngoại sống ở Mỹ, họ chiếm khoảng 60% kiều hối gửi về Tổ quốc. Credit Suisse trong tuần này nói các biện pháp kiểm soát biên giới gắt gao hơn của chính quyền Tổng thống Trump có thể làm giảm kiều hối tương đương với 0,4% GDP của Việt Nam, sẽ tác động mạnh nhất đến thị trường bất động sản và bán lẻ. Tổng lượng kiều hối từ Mỹ về chiếm 4% GDP của Việt Nam. Credit Suisse còn cảnh báo kiều hối giảm cũng sẽ gây thêm áp lực lên tỷ giá. Tiền đồng Việt Nam đã mất giá 2,2% so với đô la Mỹ kể từ tháng 11 năm ngoái. Nếu dự luật về thuế biên giới của chính quyền ông Trump được thông qua, Việt Nam có thể bị giảm thêm 0,9% GDP. Tuần này, một nhóm các nhà vận động vì môi trường Việt Nam đã phát động chiến dịch ký tên đòi minh bạch về vụ ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra. Đại diện cho nhóm Biển Xanh, nhóm khởi xướng cuộc vận động, nhà vận động vì môi trường và blogger Nguyễn An Dân cho VOA biết về mục đích của đợt vận động này. Cuộc vận động này để minh bạch vấn đề các thông tin liên quan đến Formosa là hai cái sau đây. Thứ nhất là minh bạch về cái thỏa thuận đền bù giữa chính phủ và Formosa đã ký kết với nhau. Hai ông ký với nhau cái gì thì phải công bố ra cái đó. Cơ sở pháp lý là tại vì chính phủ đã đại diện cho nhân dân là bên bị hại, đứng ra thương lượng và ký kết. Cái thứ hai là như Bộ Tài nguyên Môi trường đã nói là Formosa là đã khắc phục 48 trên 53 cái sai phạm của họ trong cái quá trình xử lý xả thải. Nhưng mà đến tháng 2 năm 2017 vừa qua là tháng trước, chuyện là như báo Thanh Niên đã đưa tin là có hiện tượng xả chất độc phenol ở trên cái vùng biển Hà Tĩnh. Chúng tôi đòi hỏi là minh bạch cái quy trình khắc phục đến máy móc, đến tiền đầu tư, đến khoa học, đến nhân sự, chứ không thể khắc phục bằng miệng được. Theo nhóm Biển Xanh, thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh là một thảm họa lớn ảnh hưởng đến cả nước về kinh tế, chính trị và an ninh xã hội. Kể từ khi thảm họa xảy ra đến nay, đã có nhiều hội đoàn cá nhân tổ chức lên tiếng khiếu kiện biểu tình phản đối, nhưng người dân vẫn bị thiệt hại và vẫn chưa đạt được điều mà họ mong muốn. Anh An Dân giải thích về hình thức của đợt vận động đòi minh bạch Formosa. Chúng tôi sẽ thực hiện khoảng 10.000 chữ ký ban đầu trước và đối tượng là cả nước. Tất cả cái thông điệp này chúng tôi sẽ lưu truyền rộng rãi và những ai tham gia ký tên thì họ sẽ biết được cái nguồn để mà họ đăng ký. Chúng tôi thông qua vận động qua các cái nhóm xã hội dân sự sẽ cộng tác với chúng tôi trong việc lấy ý kiến nhân dân về cái Formosa này. Là bà con ngư dân trực tiếp ở 4 tỉnh bị thiệt hại, hiện giờ họ bị bí một cái là họ kiện thì chính phủ nhận đơn nhưng rồi trả, tòa án nhận đơn nhưng bác đơn, lý do là họ được bồi thường rồi, thành ra kỳ này họ sẽ ký vô cái này để họ đòi chính phủ phải minh bạch ra là ông thỏa thuận những cái gì. Thì đó là những cái đối tượng là nhân dân mà chúng tôi nhắm đến, là vừa thiệt hại trực tiếp mà vừa thiệt hại gián tiếp. Ngày 10 tháng 3, phim Kong Skull Island bắt đầu được chiếu ở 65 nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và Việt Nam. Giới chức ngành du lịch và công chúng Việt Nam kỳ vọng bộ phim sẽ giúp thu hút thêm nhiều du khách. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nói. Khi mà phim Kong được 70% nội dung hình ảnh quay tại Việt Nam thì đây cơ hội rất là tốt của máy du lịch Việt Nam trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Chúng tôi cũng nhận thức đây là cơ hội, một cái điều kiện giúp cho du lịch Việt Nam có thể tăng tốc trong những năm tới để có
số đón khách du lịch sẽ ấn tượng hơn trong năm 2010. Năm 2016, hơn 10 triệu du khách nước ngoài đã đến Việt Nam, con số kỷ lục từ trước đến nay. Những hình ảnh đẹp của Việt Nam đã được báo chí quốc tế nhắc đến nhiều hồi năm ngoái khi đoàn làm phim gồm đạo diễn Jordan Vogt Roberts và các ngôi sao Hollywood ghi hình trong nhiều tháng ở các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Tổng cục Du lịch đã nhạy bén đề cử đạo diễn Vogt Roberts làm đại sứ du lịch. Ông Nguyễn Thái Bình đã xác nhận điều này với VOA vào chiều 9 tháng 3. Đây là lần đầu tiên Việt Nam dự định chọn một đạo diễn Mỹ nói riêng, nước ngoài nói chung làm đại sứ du lịch. Việc này cho thấy nhà chức trách mong muốn Việt Nam trở thành điểm quay phim của điện ảnh thế giới. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Du lịch Lửa Việt, khẳng định kết hợp điện ảnh với du lịch là điều hết sức cần thiết. Du lịch với điện ảnh, nó phải là một cái cặp tiền đạo ăn ý. Trước đây thì có thể nói rằng người Việt Nam nói chung và du lịch nói riêng thì chưa quan tâm đến cái hiệu quả của điện ảnh với du lịch. Có rất nhiều cái phim dẫn với du lịch nhưng mà người Việt đã bỏ qua rất nhiều cái thời cơ. Gần đây thì sau cái bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đã làm cho du lịch Phú Yên có cái tăng trưởng ngoạn mục đó, thì nhiều người nhận ra là du lịch phải gắn bó nhiều hơn với điện ảnh. Cả hai cũng có lợi và cái việc này thì rất nhiều nước họ đã làm thành công. Ngoài việc quảng bá, ông Mỹ cũng chỉ ra rằng có những việc cần phải làm để nâng cao sự thiện cảm và sự hài lòng của du khách. Có những vấn đề tôi nghĩ rằng là có thể làm ngay mà không cần phải tốn kém nhiều tiền. Đó là thay đổi cái thái độ và tinh thần phục vụ, chuyển chất lượng dịch vụ thì phải cần tiền, phải cần có thời gian. Việt Nam có thể cạnh tranh với Thái Lan, với lại Malaysia hay Singapore về chất lượng dịch vụ, nhưng mà hoàn toàn có thừa khả năng để cạnh tranh với họ về tinh thần và phục vụ. Tôi cho rằng cái điều này là cái điều cần làm, nên làm và phải làm ngay, bởi vì có lẽ là hơn một cái hết cái tinh thần thân thiện, cái thái độ cởi mở là cái chìa khóa để mở cửa người khách vào. Đặc biệt từ các cái khâu được xem là cửa ngõ quốc gia như là các cái cửa khẩu quốc tế, làm sao thay đổi được cái thái độ phục vụ và lấy nụ cười làm vũ khí cạnh tranh. Cái này là bài học từ Nhật Bản. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Trung Quốc năm ngoái lên lịch xây dựng tại bãi cạn Scarborough nhưng đã bị Mỹ chặn đứng. Bộ trưởng Quốc phòng Delphine Lorenzana ngày 9 tháng 3 tiết lộ. Ông nói tháng 6 năm ngoái, Trung Quốc có thể có kế hoạch bồi đắp trên bãi cạn Scarborough. Manila được tin báo từ Mỹ rằng có những xà lan chất đầy đất cát và các vật liệu xây dựng đi tới bãi cạn Scarborough. Nhưng theo ông, phía Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc đình chỉ và Trung Quốc đã ngừng lại. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho hay Mỹ có đường dây liên lạc với Trung Quốc tạo điều kiện để hai nước thảo luận về các diễn tiến trong khu vực. Ông Lorenzana khẳng định Manila không bỏ qua tuyên bố chủ quyền lãnh hải của mình, dù Tổng thống Duterte nhiều lần tuyên bố sẽ không đả động đến vấn đề trong lúc cải thiện quan hệ tổng thể với Bắc Kinh, đặc biệt là kinh tế và thương mại. Ngư dân Philippines được phép quay trở lại bãi cạn Scarborough sau chuyến thăm của Tổng thống Duterte tới Bắc Kinh hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khuyến cáo Trung Quốc chớ có nghĩ tới chuyện khai thác dầu khí và đưa các giàn khoan tới đây. Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 9 tháng 3 tuyên bố sẽ không cắt đứt quan hệ với Bắc Triều Tiên sau những căng thẳng vì cuộc điều tra về vụ giết ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại phi trường Kuala Lumpur của Malaysia, dẫn đến các lệnh cấm đi lại theo kiểu ăn miếng trả miếng giữa hai nước. Phát biểu trong một tuyên bố trên blog cá nhân, ông Najib nói, quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Bắc Triều Tiên sẽ không bị cắt đứt, chúng ta cần tiếp tục trao đổi với họ để tìm ra giải pháp. Hai nhân viên Liên Hợp Quốc người Malaysia đã được phép rời khỏi Bắc Triều Tiên hôm 9 tháng 3, trong khi 9 người khác còn bị kẹt lại tại Đại sứ quán ở Bình Nhưỡng. Người Sài Gòn nói rằng con đường Nguyễn Thông gần ga xe lửa Hòa Hưng có khu phố chuyên bán cơm trắng hay còn gọi là cơm không hoặc cơm ký. Mối ruột là những người từ tỉnh lẻ tha phương lên Sài Gòn làm các nghề như bán vé số, mua ve chai, chạy xe ôm. Nhiều người bận bịu công việc cũng đến đây mua cơm trắng. Ông Việt, người đàn ông hành nghề xe ôm ở phố cơm trắng kể rằng chuyện bán cả tạ cơm trắng trong một ngày là bình thường. Đầu tiên thì nấu cái nồi nhỏ thôi, chỉ cũng như là bán thử thôi. Thấy cái vấn đề mà người ta nấu cơm kia, như người ta, cái người đàn bà đi chợ tôi hoàn nạn về phải lo cơm nước rồi đó.
thì mới nghĩ ra vấn đề bây giờ nấu cơm ký đi bán kia rồi. Thì thử nó ra sao nhiêu bán thấy có được. Tự bán được thôi, ta lại cho mua. Cái đầu tiên ta mua 1 ký, nửa ký là 5 ngàn, 10 ngàn đó. Rồi từ từ sau này cái mấy tiệm cơm thấy gì ta mua 10 ký hay 1 ký gì ta bán, mới nấu. Cái lợi cho đó. Ngày xưa có một nồi bán cái ngày, nhưng bây giờ là 4 nồi bán từng nửa sáng hết đó. Ngày bán cả tạ cơm như đâu đó đâu. Hơn nữa, có bữa những ngày rằm rồi đó, lễ lạc rồi bán nhiều lắm. Gọi là phố nhưng các quán cơm nằm rải rác chứ không tập trung thành dãy. Người nghèo không ăn sáng nên theo lời một người phụ bán cơm trắng, người ta bắt đầu nấu từ 6 hoặc 7 giờ sáng để kịp bán trưa. Thời gian nấu một nồi cơm là 45-50 phút anh. Thường thường như chủ thì dậy từ 5 giờ, còn như tụi em người làm thì tới từ 6 giờ, 7 giờ. Ai xa thì 7 giờ, còn ai gần gần đây 6 giờ tới phụ với chủ, còn chủ là 5 giờ tới. Nấu cơm đảm bảo thì mình cứ lấy cái gạo nó ngon ngon một chút. Thì về mình nấu cơm nó ngon lên thì người ta mua thì một lần hai lần ta thấy ngon, người ta cứ tới ta mua hoài vậy á. Khách hàng của em là toàn những thành phần là người bán vé số, người đi vé, mua vé chai, rồi sinh viên, rồi những người già. Hầu như là toàn những người mà ở dân xa tới đây lập nghiệp làm ăn rồi người ta mua. Một ký gạo nấu thành 2 ký cơm. Gạo ở đây thường là loại giá rẻ, hạt cơm dễ bị cứng khi để nguội. Khách mua chủ yếu người nghèo chỉ cần ăn no, rẻ chứ không cần ngon. Ông Việt, người chạy xe ôm nơi đây nói rằng các quán cơm trắng đã giúp ông tiết kiệm được ít tiền để nuôi gia đình. Công nhân có dư chút đỉnh gửi về quê hay giúp các em sinh viên đang tuổi ăn tuổi học no bụng mà không cần phải tốn tiền ăn cơm tiệm. Tiện lợi biết sao? Xã hội phải cần có những quán cơm gì nè để cho người dân người ta tới ăn uống, ta nhu cầu của người ta đó, đỡ tốn thời gian nữa. Ta mua bán này kia rồi, ta không có thời gian để nấu cơm á, người ta ghé ta mua ăn luôn. Rồi mấy người mà ta đi đường ta lỡ cơ nhỡ rồi á, ta mua 1-2 ký rồi 5-3 ngàn rồi ta về ăn thôi, khỏi phải nấu. Trời đông lắm rồi, 11-12 giờ người ta mua nồm nộp luôn á, chiều tối luôn á. Mà đa số bán người nghèo mà. Là bán cho mấy người mà người ta nấu cơm, người ta bán cơm bình dân đó, lại ra mua ký á, ta về ta bán khỏi nấu. Một cô sinh viên nói rằng hay ra đây mua mỗi khi kính lịch học. Cái đây là sinh viên đây đi học. Giống như là nói chung là trong một tuần thì có mình dành ra thời gian khi nào mình rảnh theo thời khóa biểu lịch học của mình á, thì mình nấu khoảng từ 3 đến 4 bữa mình nấu, còn bữa còn lại thì mình mua cơm ngoài. Cũng đôi khi chú khi nào mình bận mình không có thời gian nấu thì mình mua, không giá cả được chú, phù hợp với sinh viên chú. Giá gạo, giá ga biến động không ngừng, người bán cũng trầy trật chứ đừng nói người mua. Nhiều người bán chia sẻ rằng mỗi lần tăng giá cơm là họ thấy sốt ruột lắm. Không phải họ sợ mất khách mà chỉ sợ lại thêm nhiều người nghèo không đủ tiền ăn cơm hay lại phải bớt tiền gửi về nhà cho người thân. Trong những hạt gạo trắng xen lẫn tình người ấm áp, không quá lời khi nói rằng Sài Gòn luôn có đủ cách giang tay che chở cho những phận nghèo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@banlambao.com. Anton xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.